Giờ Thanh khai đao trước đi. Vũ nha. Vũ, lấy vũ nha. Sao anh kia ăn dĩa mà ở đây có nửa dĩa vậy? Gì vậy? Mười mấy con rồi à. Mười mấy con đâu, đếm coi thiệt. Này có 7 con mấy? Trăm con này, trăm mấy con mày? À, trăm con bạn. À. Nó có trứng nữa nên đếm không hết thôi. Nhậu thì em này mang đệm tới. Tuyệt vời á. Chứng tỏ là nhậu đây phải ngủ nha bạn. Nhậu say ngủ luôn á. Ngủ tại chỗ luôn á. Rồi cảm ơn em nha. Mền hồi xin cái mền á. Cái bí quyết của trộn cái gỏi này là phải xinh gái nha bạn. Phải có người đẹp trộn. Thì ông mày chuyên gia bóp đi. Thiện nha bạn. Ở đây nhận dạy nhậu từ cơ bản đến nâng cao. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ đêm. TT Food Beer. Quán TT nha bạn. Có 3 tầng. Chủ yếu là khách ngồi tầng trên á, chiêu hơn. Chút nữa mình ngồi phía đây quá. Đâu quá. Trên nha bạn. Đây là tầng 2. Nhưng mà mình quyết định ngồi bên tầng 3. Đó, tầng 3 không có ai hết, trống vắng luôn. Chút nữa mình ngồi trên đây. Thấy chiêu chưa? Quán này mới phát hiện ra. Quá đẹp, có phong cách đấy. Đây là đường Bùi Thị Xuân nha, một cái đường ngắn nhỏ thôi ở Nha Trang. Trên tầng 3 này thì có mình nhóm mình nè, nay 4 người. Bia Dũng uống ly bia hơi Hà Nội các bạn. Còn trên tầng 3 lại ly khác. Mỗi tầng có một kiểu ly nha. Còn tầng dưới kia mình thấy bia nhựa và vàng vàng. Thấy chưa? Có phong cách đấy. Ê ngồi lại mày, đang vô hình mày thiệt. Đây bạn mình đó, bạn học hồi xưa giờ nha. Hôm nay hy vọng đừng phá. Hello em. Em bên Budweiser hả? Mà em bán bét hả? Dạ, cũng của công ty luôn. À, công ty luôn bạn. Tuyệt vời, vô một cái đây nè. Happy New Year. Khó cầm vậy? Khó cầm gì? To quá. To hả? To uống nhiều. Vô bạn. Uống bia bét nha. Uống cái lấy tinh thần mà, loại món. Vì anh ăn tối rồi cũng hơi phê phê rồi, bây giờ món gì mà khô mà ngon á? Khô hả? Khô món gì em? Anh ăn thử chế trộn. Cái gì em? Chế trộn. Chế, ok, chế đi. Gì nữa? Bên em có đặc sản. Cái này không thấy đường chứ xá gì hết rồi. Món đầu tiên ra, tré. Cái này cho anh hỏi là tré này là tré của vùng nào? Quy Nhơn hay Nha Trang hay Huế? Đặc sản của Bình Định. Wow, tré Bình Định thì mình biết rồi nha bạn.
đâu té lại phần nào đâu. À đây, chế quy định nó khác biết sao không? Nó khác là nó dùng tay heo đầu heo chứ không phải dùng da heo giống như ở Nha Trang. Vậy mình thử nha. Té là phải trộn, phải đổ tay mày. Em trộn được không em? Rồi, à, người đẹp trộn đi. Nhậu này nhậu với bác nè, nó không có no mà nó ngon. Té Quy Nhơn Bình Định á, là nó dùng tay heo đầu heo nguyên chất nha, rất là ngon. Đó, bỏ riền lên, bên cạnh lá tía tô, xoài, tỏi, có nem chả nữa. Ồ, một mớ xì dầu, làm nửa trước đây em thôi mạnh. Đó, xong rồi trộn lên. Cái bí quyết của trộn cái gỏi này là phải xinh gái nha bạn, phải có người đẹp trộn. Đó, bóp nhiều vô. Thì ông mày chuyên gia bóp đi. Thiện nha bạn. Bóp cái đầu bóp đi mày. Hấp dẫn nha. Em thử cái vừa chưa nha. Thập cẩm nha bạn, mình không biết gì trong đó, thử đại thôi. Chua chua, chua dữ ấy. Wow, ngon. Thôi vô. Rồi ngon. Vô đi. Má chua phải. Chua chua. Bia bia hay là gì? Phải chén hả? Nhậu thì em này mang đẹp tới. Tuyệt vời á. Chứng tỏ là nhậu đây phải ngủ nha bạn. Nhậu say ngủ luôn á. Ngủ tại chỗ luôn á. Rồi, cảm ơn em nha. Mền hồi xin với mền á. Vâng. Tuyệt vời. Nhậu ngủ đi luôn nha bạn. Các bạn, đây là món mới ra. Món này để trên một cái chảo. Món gì đây em? Dạ, khô mực chiên mắm. À, khô mực nha bạn. Khô mực mình tưởng món chiên xào gì. Khô mực chiên mắm. Giờ mình chơi thử bóc tay cho nó dân giả nha. Khô mực chiên mắm. Món này nhậu với bia hết sảy nè. Gia vị, nhiều gia vị thấm ngon. Cái chiên xù lên trước. Xong xào với hành tây. Có gia vị thêm vô nữa. Ăn thế. À, tốt mày. Ngon thiệt. Chứ cái là ngồi không tiếp, là ngồi chơi. Mùi này nhậu hết sảy. Cái đó uống không? Không uống đâu. Món gì vậy em? Dạ tôm sấy à. À tôm sấy nha bạn. Sao anh kia ăn dĩa mà đây có nửa dĩa vậy? Gì vậy? Mười mấy con rồi à. Mười mấy con đâu, đếm coi thiệt. Này có 7 con mấy. Trăm con nè, được mấy con mày? À, trăm con các bạn. Nó có trứng nữa nên đếm không hết thôi. Bây giờ các bạn, cái món này là mình thích nè, tại vì nhậu các bạn. Nó để lên đây. Giờ thử nha. Mình không biết cái này sao nhưng mà mình thích nè, tùy gia vị tẩm ướp nữa. Mời em review. Đưa một ngón tay là biểu hiện của nước Pháp là không ngon nha bạn. Ngon không em? Ngon mà. Không, đưa tiền ngon. À, đưa tiền ngon. Tiền đưa hay đưa, à, thôi bậy. Vô bạn. À, chấm cái nước này nè. Sấy giòn luôn, cực kỳ luôn. Thường á, người ta sấy chỗ 70% như vậy thôi. Ở đây sấy giòn 100% luôn. Mình mời em đằng kia, em dễ thương kia, em không chịu uống. Chỉ có em này chịu uống thôi, tại vì em này bán bếp laser. Tới Nha Trang nhớ ghé quán này nha bạn. Nhớ uống bia ở bếp laser ủng hộ em á. Thẳng thiện. Quán gì? Quán TT. Địa chỉ là số 1 Bùi Thị Xuân nha bạn. Quán này nhậu tới 4 giờ sáng đấy, ghê chưa? Không ngờ luôn á. Không, nhậu tới sáng, nhậu tới 4 giờ. Ghi thấy nhậu tới 4 giờ sáng ghi cái bảng luôn, ghê hồn chưa? Có một bạn quản lý tới nhậu à. Dạ. Nói chung là quán đây mới mở mà mình thấy hợp lý nha bạn. Không khí rất là chill.
Bia ngon nữa. Tuyệt vời tuyệt vời. Rồi vô em. Dạ em ơi anh. Cùng cái là hết nha. Hết tuyệt vời. Theo kiểu special nó sẽ có dòng AD và lại thành Royal AC anh. Còn nói to lên đừng ngại. Còn dòng 350 ở đây nó sẽ có Spectrum lại. Ủa, là chiều luôn đấy. Nhưng mà cái này có khoảng là ok. Có thể mix hai cái là loại nặng, loại nặng. Thôi loại nhẹ nhất cho anh. Loại nhẹ, loại đây nhẹ thơm, có mùi chuối. Nhẹ thơm. Là nhẹ này thì uống nó hút ok đúng không? Dạ đúng rồi, cái thằng 250 ở đây hút mùa này mà ok. Anh nhẹ thôi em ơi. Hay là chụp chơi, nhưng mà ông Huy có tới không? Nghe tới có nhắn đang qua. Trở lại đi hả? Lấy hay lại đi. Táo đi nha. Dạ rồi, dạ. Cái có được chặn mùi không? Dạ. Táo nha. 250 được chặn mùi không? Táo đi. Táo. Dạ rồi, để em làm táo nha. Táo ok. Cái này là shisha nha bạn. Shisha mùi táo nha. Giờ Thanh khai đào trước đi. Shisha thì nhẹ mà nó có mùi thơm thơm đó. Ờ tới mình. Ủa tưởng sắm cho cái xôi đẻ nhé thì nhưng mà. Không có là ba với mày tối nay cũng thấy nhiều người. Thì kiếm cái xôi đẻ này nhỏ. Đây là sao? Đang ngủ nha. Dù ai nó ngủ nha. Nói chưa rồi đó. Ủa rồi giờ nó ngủ mà. Chứ đâu có gì đâu. Cũng có vợ con rồi đúng không? Anh yên tâm. Rồi ok. Thế còn bạn gái tiền thì mình đưa mà. Rồi thì chia tay thì hồi bạn gái của anh Huy hay sao đó. Gái anh Thành gì đó. Phê. Đúng rồi các bạn, kết thúc chương trình hôm nay. Quán rất tuyệt vời, chiêu giá rẻ, người 200-250 nhậu tẹt ga luôn á. Quá tuyệt vời. Mới mở 2 tháng thôi nha. Quá đã luôn. Rồi bye bye các bạn. Happy New Year.